Đầu chương trình thì Châu Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào, vì chúng ta đều biết có sức khỏe là có tất cả, mà không có sức khỏe thì không có gì hết. Ngoài vấn đề sức khỏe thì Châu Nguyên chúc cho các quý vị mọi sự việc đều tốt đẹp, trong đó nó cả luôn công ăn việc làm và cả luôn tình duyên. Và bây giờ Châu Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em chủ đề của ngày hôm nay với sự việc nổi bật, đó là khi Mỹ đã điều động một số lượng hệ thống phòng không tân tiến của mình đặt ở tại châu Âu, thì Nga đứng ngồi không yên và sự phản ảnh của Nga như thế nào? Và tại sao Mỹ đã điều động vũ khí hàng đầu của mình tăng cường ở tại châu Âu, nguyên nhân và lý do? Và sự căng thẳng đó giữa hai đại cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu của thế giới. Châu Nguyên nhắc lại con số, Nga có 6.000 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 5.000 mấy. 5.000 hiện bây giờ chắc là 5.300 mấy, 400 mấy gì đó của Hoa Kỳ. Và tình trạng cụ thể nó như thế nào thì chúng ta tìm hiểu rõ hơn. Thì các quý vị cũng biết là sau cái nhiệm kỳ của bác Joe còn 60 mấy ngày nữa, thì chính quyền Joe Biden đã đưa ra một cái quyết định, đó là tăng cường phòng thủ cho đồng minh NATO của mình, đặc biệt là những quốc gia Ba Lan, Romania và Litva. Đây là những quốc gia ở không quá xa nghe, đặc biệt là Litva hay là Romania, cặp biên giới sát với Nga. Và Ba Lan thì sát cái bên Belarus. Nguyên nhân và lý do mà Hoa Kỳ làm điều đó, vì cái tình trạng châu Âu chúng ta cũng biết nó khá là phức tạp. Sự giao tranh giữa Ukraine và Nga không thấy dấu hiệu chấm dứt, và có những dấu hiệu có thể dẫn đến cái cuộc xung đột giữa Liên minh châu Âu hay là nói chung là NATO với Nga trong những ngày kế tiếp. Mà lỡ cái điều đó, những cái kịch bản xấu xảy ra, thì hệ thống phòng không của châu Âu không đủ. Thống kê cho biết số lượng hệ thống phòng không của châu Âu không đủ bảo vệ tất cả 27 thành viên, không đủ khả năng bảo vệ điều đó. Và cái điều đó thì nó cần thêm sự giúp đỡ đến từ đồng minh thân cận của Liên minh châu Âu, không ai xa lạ, chính là Mỹ. Khi lúc đó thì Mỹ có nhiều căn cứ quân sự. Châu Nguyên nói Mỹ, lực lượng của Mỹ khoảng tầm 150.000 binh sĩ hiện bây giờ ở tại châu Âu, rải rác khắp nơi. Đặc biệt là ba nơi trụ sở chính, đó là Đức, Ba Lan và Phần Lan bây giờ, là ba nơi trụ sở chính. Nhưng lực lượng của Mỹ, một con số rất là đông, 150.000 binh sĩ, ở những cái nơi cũng không quá xa Nga, giống như là Romania, Estonia, Litva, v.v. và v.v. Và bởi vì chúng ta nhìn là cái lãnh thổ của châu Âu cũng không hề nhỏ, và cần phải bảo vệ hết thành viên, thì cái hệ thống phòng không của những quốc gia cường mạnh tại châu Âu, Pháp, Đức và Anh Quốc là ba quốc gia chính, cũng không cách nào gãi gác để yểm trợ hết tất cả mặt trận. Nên Mỹ đã điều động khí tài quân sự để yểm trợ. Sự điều động của Mỹ đã bị Nga lên án một cách dữ dội. Nga cho rằng là Mỹ chuẩn bị triển khai chiến lược trong tương lai. Sự điều động hệ thống phòng không của Mỹ không phải là để phòng thủ, mà để chuẩn bị dọn đường để tạo ra một những căn cứ quân sự vững chắc để đe dọa đến an ninh trật tự của Nga. Nga cho rằng đây là cái bước đầu tiên của Mỹ, đầu tiên nhất là gửi hệ thống phòng không. Dần dần Mỹ sẽ chuyển sang qua hỏa tiễn, vì phải phòng thủ trước mới tấn công sau. Nên là đây là cái bước đầu tiên của Hoa Kỳ. Nhưng những bước kế tiếp thì Mỹ sẽ gửi những vũ khí tân tiến của mình đến những căn cứ quân sự không quá xa Nga, đặt ở tại châu Âu. Và chúng ta đều biết là Mỹ có những loại hỏa tiễn tầm xa, có thể bắn tới cả ngàn cây số, mấy ngàn cây số. Và cái điều đặt ở tại châu Âu gần biên giới của Nga, đó là cái mối đe dọa. Thì đây là những gì mà Nga cáo buộc. Và Nga cho rằng là Nga phải có những cái hành động phản ứng tương đương như vậy để ứng phó những sự việc mà Mỹ đã làm. Thì chúng ta nói thật một câu là những cái gì mà Nga cáo buộc nó vô lý vô cùng. Vì thực tế từ đó tới giờ, châu Âu nói chung và cả luôn NATO nói riêng, thì họ chưa bao giờ bận tâm đến vấn đề phòng thủ biên giới với Nga cả, vì sự ban giao giữa Nga và họ khá tốt đẹp trong những thập niên vừa qua. Và các quý vị cũng biết là Phần Lan cũng vậy, họ không bận tâm xây biên giới, hay là những quốc gia láng giềng của Nga cũng không xây. Nhưng bây giờ thì quốc gia nào cũng xây biên giới với Nga hết. Vì từ lúc mà Nga đe dọa tấn công Ukraine,
thì người ta đặt một câu hỏi rất là đơn giản, anh tấn công cái người anh em của anh được thì tất nhiên là anh tấn công tôi được, đúng không? Cái chuyện nó rất là dễ hiểu mà. Bây giờ anh đi, anh có thể đi cướp đồ của một cái nhà láng giềng được thì anh mai mốt anh có thể cướp tôi được. Và cái điều đó là dấy lên một cái sự sợ ngại. Điển hình cụ thể là Phần Lan và Thụy Điển. Cụ thể nhất, họ đã đứng trung lập hơn 40 năm. Họ không muốn xen vào bất cứ một cái tổ chức nào cả để giữ vị thế trung lập. Nhưng khi họ thấy cái hành động của Nga, họ sợ vãi cái linh hồn là họ vô NATO liền. Họ vô NATO liền. Họ năn nỉ vào NATO mà đâu phải một ơn họ đâu. Hàng loạt quốc gia bây giờ muốn sáp nhập vào NATO. Moldova, Georgia, hàng loạt quốc gia. Vì họ thấy được anh tấn công Ukraine được thì mai mốt anh tấn công tôi được. Anh dưỡng sức, dưỡng binh của mai mốt anh muốn tạo ra cuộc chiến. Anh không có tuân theo bất cứ một cái luật lệ nào cả. Anh chơi lực rừng. Thì anh lấy cái gì để cho người ta có một cái niềm tin? Và cái điều đó ai mà không bảo vệ tự bản thân của mình? Nên sự điều động của Mỹ đối với Nguyên đó là một sự điều động phòng vệ. Vì chúng tôi sợ các anh, vì các anh là người đe dọa. Các quý vị cũng nghe thấy rõ rồi. Các quý vị có nghe qua bài phát biểu của vị Tổng thống Mỹ, một nhà chánh trị của Mỹ hay một nhà chánh trị châu Âu nào đó đe dọa xóa sổ Nga hay là làm cái này làm cái kia cho Nga chưa? Chúng ta chưa bao giờ lắng nghe điều đó. Nhưng thực tế thì chúng ta đã nghe quá thường xuyên qua những bài phát biểu của đài truyền hình của Nga, chánh phủ của Nga, ngoại giao của Nga, chính miệng của Putin từng đe dọa đến nước này, đến nước kia. Thì đây cũng là một nguyên nhân và lý do để chúng ta hiểu rõ được tại sao các quý vị, tại sao mà Mỹ phải điều động một số lượng hệ thống phòng không đến nơi này. Tại sao Mỹ phải yểm trợ cho đồng minh? Vì cái tiềm năng đe dọa của Nga nó đang cận kề kế bên. Khi lúc đó sự đe dọa của Nga thường xuyên về xóa sổ Paris, xóa sổ London, xóa sổ Berlin. Và cái điều đó thì sự cần thiết phải tất nhiên. Cho Nguyên nói không ai biết được tương lai. Cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, chúng ta không biết ngày mai nó sẽ như thế nào. Một ngày nào đó, châu Âu đủ can đảm, đặc biệt là những quốc gia giống như là Pháp, Đức, đủ mạnh liệt, họ đứng về Ukraine 100% và họ sát cánh cùng Ukraine thì sao? Nên cái điều mà hờ trước, chuẩn bị trước cho cái cuộc phòng thủ là điều quan trọng. Trước khi làm bất cứ cái điều gì cả, trước khi quýnh người khác, phải chuẩn bị người ta quýnh mình trước. Và cái điều đó chuẩn bị nó không có cái gì mà kêu là làm sự dư thừa cả. Và cái điều cần thiết. Ngay lập tức thì ngày hôm nay thì ông Dmitry Peskov, ông đã lên án dữ dội cái sự hành động của Mỹ đang triển khai và cho rằng là Mỹ đang liên minh, đặc biệt là NATO đang liên minh âm mưu, có những mưu đồ đưa ra những kịch bản và có thể đem lấy thiệt hại nặng nề cho an ninh trật tự của đất nước Nga. Nhưng chính Nga là kẻ thủ phạm đầu tiên. Nhưng ngược lại thì họ đổ tên thừa. Thường xuyên là như vậy, lỗi là lỗi của phương Tây, chứ chúng tôi là vô tội. Cũng giống như một kẻ đi ăn cướp vậy đó, lỗi là lỗi nhà cái bên nó giàu quá. Nó giàu quá, chứ nó nghèo tôi đâu có ăn cướp nó gì, nó khi nó không có cái gì hết. Lỗi là lỗi nó giàu, đúng không? Tôi đâu có muốn ăn cướp đâu, lỗi là lỗi tụi nó giàu, chứ nó không có cái gì hết, lấy gì đâu tôi cướp. Cái loại giải thích kiểu như vậy thì thường xuyên, nguyên quá thường xuyên nghe qua cái giọng điệu của Nga. Các cô chú và anh chị em, sẵn để nói về Nga thì cho Nguyên cập nhật cái bản tin kế tiếp. Mà trước khi cập nhật cái bản tin này thì một lời khuyên chân thành các quý vị: nếu cô chú anh chị em nào mà đang dùng cái điện thoại, nghe bằng điện thoại, thì bỏ cái điện thoại xuống, cách xa, mở lo lớn lên, cách xa khoảng tầm 2.5 m. Nếu cô chú anh chị em nào có cái màn hình TV, nghe bằng TV mà mình ngồi salon gần tele quá, gần TV quá, cho Nguyên mạng phép núp sau lưng cái salon. Yeah. Và nếu cô chú anh chị em nào lớn tuổi đang đứng rửa chén hay làm việc gì đó thì kiếm một cái chỗ nào ngồi nó ổn định trước khi Nguyên đưa bản tin này. Nhiều khi nó văng miệng, nó chấn động quá làm cho các quý vị bị thương, Nguyên không có bảo đảm bồi thường cái điều đó. Nguyên, mục tiêu của Nguyên chỉ là chia sẻ thông tin, còn bị thiệt hại thì Nguyên không cách nào bảo đảm được. Nên là các quý vị hãy nên bình tĩnh và kiếm chỗ nào núp an toàn để nghe bản tin này. Ngày hôm nay thì lâu rồi Nguyên mới nghe được bản tin Su-57 của Nga. Su-57 của Nga là trong những loại máy bay tân tiến nhất của Nga, là các quý vị cũng biết mà Nga nó rất là tự hào. Và trong thời gian gần đây thì Nga đã ngừng hoạt động Su-57, vấn đề sản xuất vì Nga thiếu vật liệu.
vật liệu của Nga không đủ để mà Nga có thể sản xuất tiếp tục. Tuy rằng Nga có được sự giúp đỡ của Trung Quốc, Su-57 của Nga chúng ta vẫn chưa biết nó thực hư như thế nào, nó tốt ra sao, nó có cạnh tranh được giống như là F-22 của Mỹ hay là F-35 của Mỹ hay không. Chúng ta không rõ vì chúng ta thực tế là không thấy nhiều xuất hiện. Ngày hôm nay thì Nga đã tung ra một bản tin rằng là bóng ma của Su-57 đã làm cho lực lượng Ukraine khiếp sợ. Sự xuất hiện của Su-57 đã đạt được những mục tiêu Nga nêu lên từ tháng 6, tháng 7, tháng 10, tháng 11. Su-57 đã làm cái gì? Nguyên phải nói là mấy bác nghe ơi, xạo á thì xạo cũng vừa vừa. Mình xạo làm sao á để cho người ta còn có một cái niềm tin. Mình xạo có một cái mức độ mà kêu là cái mức độ tiêu chuẩn. Nhé. Mình xạo như cái mức độ tiêu chuẩn thì người ta còn bán tính bán nghi. Người ta nói ồ không biết có thật hay ta, thật hay giả. Nhưng mà khi bác xạo mà xạo đến đỉnh điểm, xạo đến nóc mà nhân gian người ta kêu, thôi Nguyên không dám nói cái câu đó, nhân gian người ta kêu xạo gì đó, đó thì không ai tin nổi đâu mấy bác nha. Đặc biệt là Nguyên là người đã đi theo dõi những bản tin sát về quân sự. Nguyên khẳng định với các quý vị luôn, Su-57 có xuất hiện một lần duy nhất, ngay lập tức không bao giờ thấy xuất hiện lần thứ hai. Lần cách đây một năm về trước, Su-57 đã xuất hiện một lần duy nhất, đã thử lửa trên chiến trường Ukraine. Nghe, đã thử lửa trên chiến trường Ukraine ngay lập tức. Từ lúc đó không dám ló đầu ra nữa. Không dám ló đầu ra nữa. Để cho các cô chú anh chị em thấy rõ được là như vậy. Và bây giờ thì nổ. Trong thời gian vừa qua, Su-57 đã làm điều này, đã bóng ma ác mộng của Ukraine. Làm gì có ác mộng, có thấy đâu. Phải có thấy mới có ác mộng. Không thấy bóng dáng gì hết chứ. Không thấy gì hết. Không thấy làm bất cứ một cái hành động nào cả. Cũng không dám bay đến gần Ukraine nữa. Mà đi lên đây bữa nay thì nổ quá trời nổ, Su-57 làm cái này. Vì sao khác như vậy? Vì gần đây thì người ta so sánh rất là nhiều. Khi số lượng Su-57 của Nga có rất là nhiều trong cái kho, người ta hỏi tại sao Nga không sử dụng trên chiến trường. Và Nga cho rằng là Su-57 có khả năng tàng hình, có thể đột nhập vào kẻ địch không hay không biết. Nhưng mà Nga không sử dụng trên chiến trường, không phải Nga không sử dụng, Nga đã sử dụng nhưng là thất bại. Nga đã từng sử dụng 57 cách đây một năm về trước để áp dụng trên chiến trường và Nga đã thất bại ê chề. Và Nga bắt buộc sợ thiệt hại nặng nề và sợ Su-57 của mình mất đi cái uy tín và trong tương lai không bán được nữa và không ai mua, khi lúc đó có nhiều cái đơn hàng đặt Su-57. Và những đơn hàng đặt Su-57 bây giờ người ta không mua nữa. Ai bây giờ cũng chuyển sang qua mua F-35 của Mỹ hết. Vì sợ cái uy tín Su-57 bị bắn rơi, được chia sẻ ra một cách rầm rộ, nên là Nga đã không sử dụng Su-57 ở trong cuộc chiến này. Vì Nga biết trước sau gì nếu mà sử dụng nó sẽ bị bắn rơi ngay lập tức, vì đã thí nghiệm rồi. Nhưng ngày hôm nay thì cái bản tin nổ của Nga thì chúng ta nói kêu là xạo ke cũng được nha. Thì để cho các vị biết là nhiều khi nghe thì chúng ta nghe cho nó vui thôi nha, chứ đừng bao giờ tin thiệt nghe chưa. Cái này tin nghe là bán lúa giống các vị, bán lúa giống. Và bây giờ một bản tin kế tiếp, đó là bản tin liên quan đến hai vị tổng thống mà chúng ta đều yêu mến, bận tâm. Vị tổng thống đầu tiên đó là tổng thống 47, bác Trump, mà các vị lúc nào cũng tự hào. Vị tổng thống 46 đó là bác Joe, các vị cũng yêu mến đúng không? Ai mình cũng yêu đi. Mình yêu thương hòa bình cả hai bên đi. Thì ngày hôm qua là bữa thứ tư, hai vị tổng thống đã gặp nhau ở tòa Bạch Ốc, có cuộc nói chuyện đàm thoại, đặc biệt là để tương lai trao đổi quyền lực một tranh cách êm đẹp. Đặc biệt là bác Joe cũng muốn gặp bác Trump và bác Trump cũng muốn gặp bác Joe. Hai ông cảm giác rất là thân thiện trong những hình ảnh được chia sẻ ở trên mạng đài truyền hình của Hoa Kỳ hay là báo chí. Hai ông ngồi ở kế bên một cái bếp lửa, đúng không? Ngồi sát bên nhau nói chuyện, đàm thoại, vui vẻ. Hai ông cảm giác giống như là hai bạn già lâu năm
Ông Trump nói cảm ơn Joe nha, cũng nhờ mày. Joe nói, ê, nhớ nha, có công lao tao qua đó. Trong cái cuộc nói chuyện thì chúng ta không biết rõ nói chuyện như thế nào. Nhưng mà theo báo chí của ngày hôm nay ở tại Ukraine cho biết là Bắc Joe đã nêu lên về vấn đề yểm trợ. Theo nguồn tin của Ukraine cho biết rằng là Bắc Joe đã nêu lên rằng là mong chính quyền Trump tiếp tục nỗ lực vấn đề yểm trợ cho Ukraine. Vấn đề tiếp tục hỗ trợ để cho cuộc chiến tranh nó dẫn đến cái cuộc đàm phán hòa bình công bằng giữa hai bên. Thì chúng ta thấy được là cái sự nhiệt tình của Bắc Joe, vấn đề căng thẳng về vấn đề chiến tranh còn cần thiết phải giải quyết. Và chiến tranh còn kéo dài khi nhiệm kỳ của Bắc Joe sẽ kết thúc trong thời gian ngắn đây, trong vòng kiểu là 60 mấy ngày nữa, 2 tháng. Thì Bắc Joe cũng đang nỗ lực thúc đẩy Bắc Trump tiếp tục cái con đường của mình đi đang dở dang. Mình chưa có tạo ra được cái kết quả nhưng mà đang đi dở dang và mong Bắc Trump tiếp tục cái con đường yểm trợ. Đây cũng một lần nữa cảm ơn Bắc Joe. Không có quên Ukraine trong một cái giai đoạn mà Ukraine đang gặp khó khăn và cần nên kêu cái sự cổ vũ. Mà Nguyên cũng có cái lời khuyên của Bắc Joe là Bắc Joe còn đang sở hữu 6 tỷ Mỹ Kim của Ukraine đó. Bắc Joe lẹ lẹ giùm, gửi giùm cho người ta đi. Cầm tiền của người ta mà lâu quá. Tiền hứa cho người ta rồi. Thì bây giờ mình chỉ còn 60 ngày nữa là 2 tháng. Thì mình tốc độ lên, mình tăng cái tốc độ lên. Mình gửi đi. Nhé, mình đừng có ngừng ngại, tiền của người ta mà. Nhé, mình lấy đó mình đổi thành vũ khí của Mỹ, cứ mình gửi đi. Chắc quý vị thấy đúng không? Ê, Nguyên, cái tài chất của Nguyên bị đứng nè. Trong tay mình còn đang sử dụng 6 tỷ Mỹ Kim mà, gửi đi. Đó. Gửi trước khi Bắc Joe rời khỏi tòa Bạch Ốc. Để cho người mới người ta không còn bận tâm về những cái điều cũ. Người ta cũng không có liên quan đến điều cũ, người ta làm cái điều mới. Nha. Chứ đừng bây giờ đừng có lề mề, đừng có lề mề nữa. Thì đây cũng một lần nữa thì cảm ơn Bắc Joe đã có những cái lời phát biểu và kêu gọi Bắc Trump cũng nên cất bước để yểm trợ cho cái mặt trận kế tiếp. Ngoài ra hôm nay thì phía bên Florida họ đã tiết lộ một phần nhỏ là Bắc Trump sẽ làm cái gì. Bắc Trump trong tương lai sẽ bổ nhiệm đặc nhiệm để giải quyết cái vấn đề Ukraine và Nga. Và theo nguồn tin cho biết thì Bắc Trump sẽ ép buộc Zelensky và Putin trên cái bàn đàm phán để tìm biện pháp thỏa thuận hòa bình. Cái điều này thì chắc là như vậy. Nguyên biết tánh Bắc Trump, thực tế là Nguyên theo dõi Bắc Trump rất là nhiều, nên là Nguyên nghiên cứu tâm lý của cách Bắc Trump cư xử và làm việc. Thì Nguyên biết tin chắc Bắc Trump sẽ làm điều đó. Bắc Trump sẽ ép Putin và Zelensky trên cái bàn đàm phán. Đàm phán có được hay không là một chuyện khác, nhưng ông ta sẽ ép cho bằng được hai nhà lãnh tụ và hai người đó bắt buộc phải đến. Vì không đến thì ông ta sẽ trở mặt, và trở mặt thì có hại cho cả hai bên. Nên là cái điều mà Bắc Trump sẽ ép Zelensky và Putin gặp mặt. Trong khi nói 4 năm nay chưa có cuộc gặp mặt nào chính thức hết. 3 năm mấy này, 3 năm xin lỗi. Và trước đó cũng không có gặp mặt chính thức, nên là mình cho là 4 năm cũng được. Là chưa có cuộc gặp mặt chính thức giữa Zelensky và Putin, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Và có thể nói một cách thẳng thời những cái quan điểm của mình. Phần lớn là họ nói qua trung gian, họ nói qua những người khác, nhưng họ chưa bao giờ cùng nhau trên một cái bàn đàm phán cả. Và cái điều Bắc Trump sẽ làm là cái điều đó là chắc, nhưng không có nghĩa là Bắc Trump làm nó sẽ là thành công. Các quý vị phải nhớ điều đó. Vì cách làm việc của Bắc Trump thì các quý vị cũng phải hiểu, cách làm việc của Bắc Trump nó cũng lạ lắm. Nó lạ lắm cơ. Chưa chắc là Putin sẽ đồng ý và chưa chắc Zelensky sẽ đồng ý, nhưng Bắc Trump sẽ làm, tôi đã làm rồi đó, không chịu thì thôi. Bắc Trump bắt sẽ là như vậy đó. Cách của Bắc Trump bắt sẽ cư xử như vậy. Nên là cái điều đó chúng ta sẽ chờ xem coi, khi cái ngày Bắc Trump bước vào tòa Bạch Ốc thì Bắc Trump sẽ đưa ra cái quyết định gì, và Bắc Trump sẽ bổ nhiệm ai trong tương lai về vấn đề của Ukraine thì chúng ta chưa rõ. Nhưng chúng ta phải chờ đợi cái điều đó là chắc chắn sẽ có cái cuộc nói chuyện tay ba giữa Trump là người trọng tài, Zelensky và Putin không thể tránh khỏi được với cách cá tánh của Bắc Trump. Cũng lý do đó mà Putin đang dồn dập tấn công. Putin biết cái điều đó vì Putin hiểu được cái tâm lý của Bắc Trump.
chứ không phải không hiểu. Nên là Putin đang dồn dập tấn công ở những khu vực mà Putin muốn tạo ra cuộc chiến thắng nhỏ. Vì Putin không thắng lớn được, nhưng Putin thắng nhỏ. Và Putin thắng như vậy để làm gì? Để có lợi trong cái cuộc đàm phán của mình. Vì các quý vị biết mà, cái cuộc đàm phán nó phải tính theo cái tình trạng cuộc chiến. Và tình trạng cuộc chiến có lợi cho Nga thì cuộc đàm phán nó sẽ vô cùng có lợi. Và những nhu cầu của Nga sẽ lấy đó làm cái thước đo, làm cái cán cân để mà trao đổi. Và cái điều trong thời gian gần đây sắp sửa bắt Trump quay trở lại, và cái cuộc gặp mặt nó không thể tránh khỏi, thì Putin biết điều đó. Nên là trong thời gian gần đây là Putin đã dồn dập tấn công. Tuy rằng mất mát binh sĩ thì khỏi nói, con số ca tử vong mỗi ngày bây giờ của Nga nó gần đến 2.000 nhiều khi. Nhưng cái điều mà Nguyên nói mất mát binh sĩ thì Putin không thiếu, vì nhân lực Putin nhiều. Binh sĩ Nga không có thì có binh sĩ Bắc Hàn. Binh sĩ Bắc Hàn không có thì có binh sĩ Chechnya. Không có binh sĩ Chechnya thì Putin bỏ tiền mướn binh sĩ ở nơi khác. Nhân lực Putin không thiếu. Và cái điều đó thì là cái điều mà Putin có lợi hơn Ukraine. Vì dân số Nga đông hơn, lực lượng của Nga từ khởi đầu cuộc chiến đã có 1 triệu quân sĩ rồi. Trước khi chiến tranh, Nga có 1 triệu binh sĩ. Ukraine có 30.000. Các quý vị thấy sự khác biệt không? Trước khi cuộc chiến, trước khi chiến tranh bắt đầu, thì tổng thể lực lượng của Nga đã có gần 1 triệu binh sĩ rồi. Tổng thể lực lượng của Nga, binh sĩ của Nga có 1 triệu binh sĩ à. Khi lúc đó Ukraine họ không có phòng thủ, chẳng có cái gì, có 30.000 binh sĩ à. Để mà phòng thủ thôi. Bây giờ thì lực lượng của Ukraine cũng đã khá khá, Nguyên nghĩ cũng khoảng là 300.000 rồi. Lực lượng của Ukraine bây giờ chắc cũng là 300.000 binh sĩ rồi. Bởi vì có thiết quân lực và ép người ta đi lính thì gồm nghịch. Nên là có thể con số khoảng 300.000. Nhưng mà trước đó, đó người ta có 30.000 à. Trước đó người ta không có cái lực lượng phòng thủ gì cả. Nên đây cũng là trong những cái vấn đề mà chúng ta tìm hiểu rõ trong cái cuộc chiến tranh ngày hôm nay. Sự khác biệt cán cân quân sự và cái sự mà Ukraine vẫn còn giữ lại đất nước ngày hôm nay, vẫn chưa mất hoàn toàn trong tay của Nga, đó là một phép màu rồi. Cho Nguyên nói với các quý vị, đó là một phép màu. Trời thương lắm đấy. Miền Tây mình cứ là ông trời ông thương lắm đấy mới được như vậy đó. Chứ nếu không thì các người biết là cái kế hoạch của Putin lúc mà đánh Ukraine là 48 tiếng đồng hồ. Và chính Nguyên là người cũng tưởng là khoảng cao lắm là 1 tuần cuộc chiến tranh nó sẽ chấm dứt. Đừng nói ai xa lạ, chính Nguyên nè, chuyên gia làm địa chuyên gia bình luận chiến tranh mà Nguyên còn bình luận sai đó, chứ đừng có nói ai đó, nghiên cứu lắm mà còn sai lên sai xuống đó. Nguyên nghĩ là 1 tuần là cao à, nhưng mà gần 3 năm rồi. Nên là nhiều khi chúng ta thấy có những cái phép màu mà chúng ta không ngờ. Mà Nguyên cũng bất ngờ là cái sự giúp đỡ của Ukraine nó nhiều như vậy. Nguyên không ngờ là những cái tổ chức giống như là Liên minh châu Âu nè, G7 nè, và nhiều tổ chức khác, họ đã giúp đỡ Ukraine nhiều như vậy. Và Mỹ cũng vậy, đã đóng góp một cái vấn đề mà tuyệt vời. Khi lúc đó trong Nguyên nói cái cán cân quân sự nó chênh lệch nó quá nhiều, nó chênh lệch một trời một vực. Nó không phải là chênh lệch 1-2 mà chênh lệch cấp mấy chục. Và cuối cùng Ukraine vẫn trụ được tốt ngày hôm nay. Tuy rằng là mất một phần lãnh thổ, nhưng Ukraine vẫn đã làm thiệt hại cho lực lượng của Nga 700.000 binh sĩ. Thực tế nếu mà Nga không có bổ sung thiết quân lực, Nga không có chiêu mộ binh sĩ, Nga không ép người ta đi lính, thì lực lượng của Nga hình như đã hoàn toàn bị tan rã. Vì trước khi cuộc chiến thì lực lượng của Nga có khoảng tầm 900.000. Tổng thể lực lượng của Nga có khoảng tầm 900.000 binh sĩ trước khi cuộc chiến. Và gần 3 năm vừa qua thì là 700.000 binh sĩ đã nằm xuống hay là bị thương, không thể tác chiến được. Thì nếu chúng ta kêu là tổng thể thì lực lượng của Nga đã hoàn toàn đã bị thất bại trên chiến trường. Chỉ điều là trong thời gian qua là Nga đã bổ sung con số tương đương gần 800.000. Nên là Nga vẫn còn khoảng đó, vẫn còn tương đương 1 triệu binh sĩ. Thì Nga vẫn còn đó, mất 700 nhưng mà Nga bổ sung 800.000 thì Nga thêm 100.000 binh sĩ nữa. Chứ Nga cũng không thiếu binh sĩ, những chiêu mộ gần của Nga 3 năm vừa qua. Nên là số lượng Nga đã bù đắp lại với cái số con số lượng mất mát. Và bây giờ thì Nga còn được bổ sung với lực lượng Chechnya 85.000 binh sĩ nữa. Nên là hiện bây giờ theo nguồn tin mà chúng ta đều biết trong mấy ngày gần đây, đó là Nga đã tung ra cái khói mù, và cũng có thể đó là một sự thật, đó là Nga muốn mở mặt trận ở miền Trung. Mà ngày hôm qua thì Nguyên có chia sẻ cùng các quý vị, Nga đang muốn mở một trận ở miền Trung.
và Nga đang dồn dập tấn công ở nhiều nơi khác, đặc biệt là khu vực Donbass và khu vực Kerch. Và cái hành động của Nga thấy rất là rõ là Nga muốn tạo ra những thành tích lớn. Và trong cái giai đoạn mà hệ thống phòng không của Ukraine đang cạn kiệt,